Sáng nay tại Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang diễn ra lễ ra mắt Chi hội Nhà văn Việt Nam tại An Giang. Lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện các sở ban ngành và lực lượng văn nghệ sĩ tỉnh An Giang cùng tham dự. An Giang, vùng đất sông núi hữu tình, giàu truyền thống cách mạng đã sản sinh ra nhiều nhà văn nổi danh, đóng góp cho nền văn học nghệ thuật nước nhà như nhà văn Nguyễn Quang Sáng, Anh Đức, Lê Văn Thảo, nhà thơ Diễn Phương, những tác giả đã được trao giải thưởng Hồ Chí Minh. Từ ngày thành lập Hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang năm 1980, đến nay An Giang đã có 18 hội viên được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, có số lượng cao nhất trong khu vực. Chi hội Nhà văn Việt Nam tại An Giang được Hội Nhà văn Việt Nam ra quyết định thành lập vào đầu năm 2022, cũng là chi hội Nhà văn Việt Nam đầu tiên ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chi hội có 10 hội viên do nhà thơ Phạm Nguyên Thạch làm chi hội trưởng. Tại lễ ra mắt, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh An Giang đã bày tỏ niềm vui, sự kỳ vọng lớn vào những tác giả đã định hình, khẳng định tên tuổi ở chi hội Nhà văn An Giang. Mong các nhà văn, nhà thơ tiếp tục cho ra đời những tác phẩm hay, có giá trị về vùng đất con người An Giang, đóng góp cho nền văn học nước nhà, bên cạnh đó tiếp tục giữ vai trò dìu dắt, nâng đỡ các tác giả trẻ. An Giang có 5 tác giả trẻ được tham dự hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào trung tuần tháng 6. Dịp này, Phân hội Văn học An Giang giới thiệu tuyển tập thơ văn từ quê làng biên giới của tác giả, hội viên, Hội Nhà văn Việt Nam đang sinh sống trên địa bàn tỉnh An Giang.